Hi, xin chào các bạn. Mình tin rằng mình cũng như các bạn đang xem clip này, chúng ta đều là những người rất yêu cái đàn guitar. Và khi chúng ta đã yêu rồi thì chúng ta sẽ dành thời gian để tìm hiểu cũng như để sưu tầm về cái đàn guitar. Bản thân mình cũng vậy, mình là người rất thích tìm hiểu, rất sưu tầm những cái cây đàn, nhất là những cây mà độc lạ, độc đáo thì mình rất là hay tìm hiểu về nó. Thì bên cạnh cây đàn của chúng ta thì có những cái phụ kiện mà chúng ta cũng cần phải quan tâm tới. Đôi khi nó là những thứ rất là hữu ích cho chúng ta dùng, nhưng đôi khi nó là những cái mà như mình là mình rất sưu tầm những cái gì độc lạ, những cái tinh hoa của thế giới cho mọi người tham khảo. Có khi nó chỉ mang giá trị sưu tầm, nhưng có khi nó là thể hiện đẳng cấp của cùng một cái phụ kiện đó. Và hy vọng rằng qua clip này thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn thêm về một vài cái thương hiệu hay là phụ kiện. Ok, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đến với từng phụ kiện một nha. Cái phụ kiện đầu tiên mình muốn giới thiệu, mà cái thời của mình chơi guitar thì nó chưa hề phổ biến, chả có ai biết đến cả. Nhưng đến bây giờ khi mà xã hội phát triển thì nhiều người người ta có điều kiện là muốn bảo vệ cái ngón tay của người ta, nhất là các bạn gái khi chơi guitar, họ mong muốn có một thứ gì đó có thể đeo để bảo vệ. Và bây giờ những thứ đó đã rất phổ biến bây giờ, đó là cái finger cost. Đó, cái này là cái mà cái miếng cao su chúng ta sẽ bọc vào để bảo vệ những cái ngón tay khi mà các bạn mới bắt đầu chơi. Đó, mình gọi vui nó gọi là cái ba con sói ngón tay đấy. Ok, chúng ta hãy cùng xem nhé. Trong cái bộ này, cái này chỉ giá 100.000. Rồi, mình sẽ lấy cho bạn xem. Đây, eo ơi, nó được tặng thêm này. Rồi, cái này là cái, đây, ba con sói ngón tay đây. Các bạn nhớ dùng bao nhé. Ok, khi các bạn đeo vào thì nó sẽ có một cái lớp cao su rất là mềm và ôm khít ngón tay. Mình chọn cái hãng này, còn có những loại bán rời đây mình thấy chất liệu làm không tốt đâu, nó không khít tay, nó không cảm giác thật. Thì khi mà mình bấm thử thì mình thấy được rằng là đúng là mình chưa từng dùng bao giờ, hôm nay mình review cho các bạn thì nó cứ hơi ngượng ngượng tí, nhưng mà phải nói là nó gần như nó giảm thiểu đau đớn một cách rõ ràng. Cho nên là nếu mà các bạn, nhất là các bạn nữ khi mới tập đàn, các bạn có điều kiện các bạn nên đầu tư. Ok, còn các bạn đã chơi một thời gian, ví dụ từ 1-2 tuần trở đi, các bạn nên bỏ nó ra, tại vì khi các bạn dùng cái này thì cảm giác tay nó không thật, đúng nhỉ, người ta nói là cảm giác từ đầu ngón tay mà, thì các bạn không nên dùng. Còn cái tặng kèm này là một cái thăm pick, đó là cái mà đeo vào ngón cái để chúng ta đánh, nhất là những dòng finger style. Khi chúng ta đeo ngón cái này thì chúng ta đánh cái âm bass nó sẽ mạnh lực hơn đó, thì những người chơi finger style thì hay dùng hơn. Còn ba cái này là cái gì? Ba cái này là cái giả móng của kim loại, mình sẽ đặt ở móng và mình sẽ uốn nó vào. Ok, nó là móng giả đấy. Ok, trông rất là hoành tráng đó. Tiếp theo, những cái đeo vào ngón tay, nếu các bạn đã từng xem những người chơi finger style, ví dụ như Sung Ha Jung chẳng hạn, rất là phổ biến, thì các bạn thấy là có Sung Ha Jung tay phải đeo cái móng giả. Ok, vậy thì cái móng giả này là cái móng thương hiệu Alaska, là một cái thương hiệu đến từ Mỹ, và cái móng giả này đều rất là ưa chuộng. Cái móng giả này thì các bạn biết đấy, nó đeo cho bên tay phải và nó sẽ ba có cái ba móng, và nó sẽ có rất nhiều cỡ, ví dụ cỡ S, cỡ M, cỡ L và cỡ X nữa. Thì cỡ của mình đang đeo là cỡ L, tùy thuộc vào tay các bạn. Các bạn đeo, có những người mà không thể nào để được móng thì người ta rất có rất nhiều cách khắc phục. Ví dụ như là mình thấy bạn mình chơi finger style ấy, ra những quán làm móng và họ đắp móng giả vào, nó cứng như móng thật và các bạn rũa. Nhưng mà mình thấy là Sung Ha Jung chơi này thì thay cho móng giả. Ngoài ra chúng ta nên mua một cái thumb pick, tức là cái móng để đeo ngón cái. Thì cái thumb pick này của hãng Enable, một hãng làm phụ kiện rất nổi tiếng đến từ Mỹ, Enable. Ngoài ra có một hãng làm cái móng này cũng rất là nổi tiếng, làm phụ kiện về móng rất là nổi tiếng, đó là hãng Dunlop, các bạn có thể tham khảo. Đó, cái giá của một cái móng Alaska này là 65.000, một cái thumb pick này là 45.000. Đó, để các bạn có thể đeo, các bạn gầy. Đấy, cái này thì mình giới thiệu cho các bạn thôi, các bạn có thể trải nghiệm. Tuy nhiên thì nếu các bạn không thực sự cần thiết thì các bạn cũng không cần mua. Để có nhiều bạn thắc mắc cái này là cái gì, đúng không? Đó, đeo đây để đánh thay cho móng tay thật. Đó, xin mời dùng chơi. Ok, tiếp theo nói về móng thì chúng ta nói đến pick. Pick thì ở Sài Gòn người ta gọi là phím đấy. Pick thì nếu các bạn mua loại rẻ nó chỉ có vài nghìn thôi, 2-3 nghìn đến 5 nghìn, thì các bạn có thể mua cái pick của hãng online, hãng này của Trung Quốc. Mình thì mình cũng mình mà mình nghĩ nhiều bạn cũng dự ý là Trung Quốc, tuy nhiên thì cái gì họ làm ok mình cũng phải thừa nhận, mình cũng không được thái quá, đúng không? Ví dụ quần áo mình mặc vẫn là của Trung Quốc ấy thôi, cái hàng này họ làm rất là rẻ và cũng trông đẹp. Đó, thì thường thường thì nếu mà các bạn mới chơi nên chọn những cái cỡ nhỏ, ví dụ đây 0,71 này, cỡ nó mỏng thì các bạn chơi nó dễ quạt chả, rồi là tỉa nó dễ. Khi các bạn chơi tốt các bạn có thể sử dụng móng cỡ 1, cỡ 1,5 vân vân, tùy vào cái lực đánh và cái dòng nhạc các bạn chơi. Cái móng này trị giá khoảng từ 2-5 nghìn tùy chỗ bán. Còn nếu mà các bạn mà đầu tư thêm thì mình hay dùng của hãng Dunlop của Mỹ, thì rơi về tầm 25-30 nghìn. Thì đây, của hãng Dunlop,
và cái móng của mình chơi là móng cỡ 1, và mình vì cái tính hiệu quả của móng cỡ 1 này là mình có thể vừa tỉa vừa quạt khá là ok. Và trên móng này nó có những cái này để chúng ta cầm vào nó rất là chắc, nó khó rơi móng. Cái này không cần thiết lắm, nhưng người mới tập mà các bạn cầm vào thì nó rất là dễ. Đấy, nói đến cái để móng, nói đến móng gẩy thì chúng ta nói đến cái để móng gẩy. Thì cái để móng gẩy là cái mà chúng ta sẽ dán vào một vị trí nào đó trên cần đà, à trên đà, có thể thường là vị trí này hoặc là có thể là chỗ nào, chỗ mặt đà, để các bạn tiện rút ra khi dùng. Nhưng mà mình khuyến cáo, mình nghĩ thôi, là các bạn không nên dán trên mặt đà, vì mặt đà nó liên quan cộng hưởng âm thanh, cho nên nó sẽ không tốt. Còn chúng ta có thể dán ở chỗ nào đó, ví dụ mình dán ở đây, khi chưa dùng đến thì chúng ta gài vào. Đó. Cái để móng này của hãng Dunlop và nó giá 50.000. Các bạn có thể thấy chúng ta để rất nhiều móng này, ở trong có lò xo rất dày. Đó. Còn nếu các bạn mua của thương hiệu Elite vừa rồi đấy, cái thương hiệu Elite của Trung Quốc ấy, thì nó chỉ tầm 20.000 thôi, nhưng nó chỉ được 1-2 cái thôi. Và nó rất dễ gãy, còn cái này nó có lò xo. Đó. Khi các bạn rút một cái ra thì lò xo nó đẩy ra, nó giữ những cái còn lại, nó không bị rơi theo. Ok. Ngày xưa thì khi mà chơi nhạc ấy, các bạn có những đoạn mà dùng móng, có những đoạn không, thì thường thường thì các bạn sẽ ngậm vào miệng, nó rất là mất vệ sinh. Nhất là khi những cái ông cùng ban nhạc mượn, ví dụ ê mày cho ta mượn cái móng, không biết ông này là có ăn bún đậu móng tôm không, đúng không nhỉ? Hoặc là chúng ta có thể là chúng ta để cái móng này ở trước như này, nhưng đôi khi mình đã từng chơi rồi, đang chơi đang tỉa này, đến đoạn cần móng cầm vẫn rơi luôn, đúng không? Và các bạn để đây, ví dụ đang tỉa. Đó, các bạn rút rất nhanh. Ok. Nhỏ nhỏ thôi nhưng rất tiện. Còn nhiều bạn cũng thắc mắc là cái bit này là cái bit gì? Cái bit này là cái bit để đeo dây khi chúng ta muốn đứng đánh thôi. Có những cái loại thương hiệu nó có sẵn hai cái, có những thương hiệu nó chỉ có sẵn một cái này thôi. Đấy, thì các bạn muốn bắt vào thì các bạn mua hai cái vít đeo dây ở các cửa hàng phụ kiện về đàn ấy, thì nó tầm 20.000-30.000 một cái, các bạn bắt vào thôi. Các bạn thường bắt ở vị trí chính giữa đáy cái đàn này. Đó, vì thường thường ở đáy cái đàn này, ở cái vị trí này này, đúng cái phần đáy này nó sẽ có một cái lớp gỗ dày khoảng tầm 5 phân, các bạn bắt vào đấy không sợ đâu. Còn bắt lệch đi một tí xa thì nó sẽ ảnh hưởng đấy. Và một vị trí nữa vào cái chỗ này. Đó, thì chúng ta đeo dây thôi. Ok. Đấy là chúng ta đã nói về cái phần móng đàn. Ok, một cái bộ phận nữa đó là cái tinh chỉnh công cần. Thì thường thường thì cái tinh chỉnh công cần thường nó sẽ ở trong cái trong thùng đàn, nhưng mà riêng thương hiệu Taylor của mình thì nó trên phần đàn, trên đầu đàn. Nếu các bạn thấy một cái đàn cái guitar nào trên đầu đàn nó có một cái nắp đậy ba con vít này, nếu các bạn mở ra thấy trong có cái tinh chỉnh công cần thì nó ở trong đấy. Thì có hai vị trí thường tinh chỉnh công cần, một là trên đầu và hai là trong đây, cái vị trí trong cái lỗ thoát âm ấy. Thì tinh chỉnh công cần nó là một cái lục lăng. Khi các bạn muốn chỉnh cao cần thì các bạn cho cái lục lăng đó vào, các bạn vặn chỉnh thôi. Các bạn muốn biết chỉnh như nào thì mình sẽ làm clip sau, và các bạn lên Google search rất là nhiều cách chỉnh tinh chỉnh cao cần. Thì cái lục lăng này là cỡ số 4. Tuy nhiên thì có những cái đàn, nhất là cái nhà Nhật cũ ngày xưa ấy, nó dùng lục lăng số 5 cơ. Lục lăng nó không phải, những cái tinh này rất là cơ bản, là các bạn đến các cửa hàng đàn các bạn xin được, mua cũng rất là rẻ thôi. Cho nên là thường thường khi mà mình khuyên các bạn nên mua một cái đây, một cái đống tinh này luôn. Các bạn ra các cửa hàng điện dân dụng các bạn mua thì nó sẽ có cỡ 1, 2, 3, 4, 5 vân. Vậy thì các bạn có thể rút vừa, cái này có mấy chục nghìn mình không nhớ lắm. Đó. Còn cái này thì thường thường các bạn mua đàn sẽ có sẵn, hoặc là các bạn đi xin thì các đàn đều có. Ngoại trừ có một cái loại ti nữa là Taylor, cũng như là của một vài cái hãng ngày xưa rất lâu rồi, nó lại dùng ti chỉ không cần là dạng này. Đó. Các bạn thấy không? Bình thường ấy là cái này các bạn sẽ thọt vào trong cái lỗ để các bạn chỉnh. Còn cái này ti của nó lồi ra, các bạn ụp nó vào. Đó, thì cái loại này của riêng dùng riêng cho Taylor và một vài cái đàn rất là độc đáo khác. Đó, thì mình cần để mình giới thiệu cho các bạn để các bạn biết là hóa ra là ti, người ta bảo ti chỉnh cao cần đàn của Taylor nhìn nó khác bình thường lắm, vậy nó khác như nào đấy, cho các bạn xem nhé. Cái này mua lẻ cũng phải tầm 100-200 đấy. Ok. Một vấn đề mà các bạn rất quan tâm là làm sao để vệ sinh cái đàn của mình được tốt. Thì thực ra là nói đến vệ sinh cái đàn thì trên thị trường nó bán rất nhiều loại lau cần đàn này, giữ cần đàn này, lau thùng đàn này, thường đến từ thương hiệu Dunlop của Mỹ. Thì trung bình một cái loại đấy nó rơi tầm 150-200, như vậy là 3-4 loại mình vừa kể nó rơi tầm 600-700, nó rất là mắc. Thì cá nhân mình thì mình cũng là người thích thú với những cái độc đáo, nhưng mình hay dùng cái loại sau thì nó rẻ hơn. Đầu tiên ấy là mình nghĩ là lau body của đàn và lau cần đàn ấy, lau để sạch thôi, chứ mình chưa nói đến giữ cần đâu có nhất thiết. Thì mình hay dùng cái loại này. Đó. Mình có nhớ là mình từng vào thăm một xưởng đàn nào đó, rồi mình thấy các nghệ nhân người ta dùng cái này để lau, và mình học tập thì mình tìm hiểu thì cái này là cái mà chuyên lau trên bề mặt gỗ giúp sạch bẩn. Vấn đề ấy, nếu mà các bạn lau những cái loại rẻ và tàu ấy, thường thường nó còn ảnh hưởng đến nước sơn các bạn, rồi lại ảnh hưởng đến rất nhiều cái chất keo gắn kết giữa các bộ phận vân vân vân. Nhưng các bạn dùng cái này thì cái này vì nó dành riêng cho gỗ mà, đây gỗ và đồ gì đây này, đồ gỗ này, vật dụng bằng gỗ này, khung cửa bằng gỗ này, bằng sơn mài này,
vật dụng bằng đá này, vật dụng bằng da đó, tức là nó thích nghi cao trên những vật dụng đấy, cho nên là khi mà chúng ta xịt ra, các bạn có thể hoàn toàn xịt trực tiếp vào cái body cây đàn, và các bạn dùng một cái rẻ các bạn lau, khi đó các bạn sẽ có một cây đàn rất là sạch và cái mùi vị của nó rất thơm, mùi chanh. Cái này mình mua có 60.000 à, mình mua ở trên đường Đê La Thành Hà Nội, còn không biết đến mua đâu, các bạn hãy nhìn lại nhé. Đó, như vậy là mình vệ sinh thân đàn, cần đàn, đầu đàn, mọi thứ bên ngoài cây đàn bằng cái dung dịch này. Còn một điều nữa là các bạn hay thắc mắc là ở tay của mình hay ra mồ hôi, mà dây kể là mình dùng một bộ dây rất đắt tiền 400-500 nghìn nó cũng rất là nhanh reset. Đúng, nếu tay các dây đàn ấy thì độ bền nó còn phụ thuộc vào thời tiết và tay của các bạn là nhiều. Nhiều bạn tay ra mồ hôi khiến dây đàn rất nhanh rỉ, cho nên là có một cái nữa là cái lau dây thì mình khuyên các bạn nên mua thì cái này đây, cái lau dây này mình không nhớ là mua trăm mấy chứ, là cái này mình sẽ update giá bên dưới clip sau khi mình nói nhé. Đây, cái lau dây này đến từ hãng Music Norman, cái hãng của Mỹ thì Music Norman đó, một đầu thì nó là có một cái khăn để các bạn có thể làm gì là ok, rất là đẹp. Một đầu khi các bạn mở ra đó, khi các bạn dùng xong các bạn đặt vào lau một đường, thêm lần nữa được từ thì nó sẽ loại bỏ tất cả những cái yếu tố môi trường cũng như tay các bạn vào cái dây đàn, thì nó sẽ bảo vệ cao dây, tốt nhất cho dây của các bạn, cũng như sau khi các bạn dùng dây các bạn cảm giác rất là mượt, rất êm, ok. Tiếp theo thì khi các bạn muốn thay dây trên đàn acoustic thì các bạn thường phải vặn cái dây này ra. Ngày xưa mình rất là ngây thơ, mình cứ thế vặn tay, không biết là quay tay bao nhiêu lần mà vẫn rất là lâu ra. Đó, quay tay mà vẫn lâu ra. Thì mình có, thường thường thì các bạn có thể dùng cái này của hãng Elite của Tàu, tầm 20.000, hoặc cái này của hãng Fender 25.000. Mình nghĩ là mình nên dùng Fender, các bạn nhìn không? Nhìn của Fender, nhìn nó xịn hơn, đúng không? Nhìn nó xịn hơn mà nó sang hơn, nó nhỏ gọn hơn. Và mình đã dùng thử Fender rất là tốt. Thì các bạn quay này nó sẽ rất là nhanh. Và cái đầu này nó có một cái để các bạn lật. Đây các bạn bậy những cái chốt dựng dây lên. Đó, các bạn bậy cái chốt dựng dây lên, rất là tốt. Tuy nhiên thì các bạn, nếu mà các bạn có điều kiện, hoặc là các bạn muốn sưu tầm, hoặc các bạn làm shop, hoặc các bạn hay thay dây cho học sinh, thì các bạn nên mua một cái máy quay dây này. Ngày xưa thì mình đã mua một cái máy quay dây, mình không nhớ là của hãng gì, của Tàu Khựa ấy, cũng gần 700.000, nhưng mà cái máy dùng nó nhanh hỏng quá. Thì may mắn là vào Sài Gòn mình đã tìm hiểu được một cái hãng, đó là hãng Audible. Đó, Audible mà mình vừa giới thiệu cái gì nhỉ? Đó, tí các bạn sẽ còn được trở lại với Audible. Thì cái máy quay dây này thì mình mua là mình mua lâu lắm rồi, hình như là 750 thì phải. Đó, có nút on off này. Đó, có hai chiều nhé, các bạn bấm lên trên là một chiều, bấm xuống dưới là một chiều, và nó có cả sạc điện đấy. Đó, các bạn tập vào các bạn ấn. Đó, chúng ta không còn quay bằng tay nữa, ta quay máy rất là nhanh ra, bây giờ dây nó sẽ nhanh chẵn ra. Ok, thì cái này là cái hãng này là hãng của Mỹ, cho nên là các bạn cứ yên tâm và các bạn dùng, nó rất là bền và trên thế giới thì dùng rất nhiều. Đấy, mình khuyên các bạn nếu mà làm shop, ok. Rồi, còn vấn đề nữa là nhiều bạn mà muốn thay cái khóa ấy thì mình cũng khuyên các bạn nên mua một cái kitô vít thì các bạn hay có rồi, nhưng mà các bạn nên mua cái này, cái cờ lê này, cái này cỡ 10. Đó, thì các bạn muốn bỏ cái khóa ra. Ngày xưa mình mua cái này mình rất là băn khoăn là không biết cỡ mấy, thì mình thường phải mang cả đàn đi theo, nhưng mình nói với các bạn cỡ 10 nhé. Ok, tiếp theo ở đây thì mình có một cái này, mình đi chơi mình hay mua được thì nó khá là hay. Cái này đến từ hãng Elite luôn, ok, của Trung Quốc. Cái này 80.000. thì cái này thì các bạn vứt vào trong bao đàn rất là tiện, khi mà các bạn đi đâu các bạn thay dây ấy mà dây nó bị lòng ngoằng các bạn cắt này. Đây là cái cắt dây đó, tác dụng nhất cắt dây, tác dụng hai là nó cũng có cái bậy cái chốt giữ dây đó. Nói chung là mình thích những cái sản phẩm sáng tạo này và nó rất là nhỏ gọn cho bao đàn được, chúng ta nên trang bị đó. Tiếp theo đây, dân guitar thì học sinh mình hay khuyên mua này, có 25.000 bạc. Cái này là cái rũa móng tay đấy, nó rũa rất là khỏe. Ngày xưa mình mua một cái bấm móng tay, mình hay kém cái loại rũa, nhưng mà nói chung là nó cũng không bền, mình nên mua cái này, được cả một tệp luôn các bạn. Rũa móng tay, người chơi guitar thì cái móng tay cũng rất là quan trọng, nếu các bạn rũa nó mịn thì chơi thì nó cũng rất là, nó ảnh hưởng đến cái tính đàn nữa, đúng nhỉ? Đó, nhất là những bạn lười rũa, đôi khi chỉ vì mình lười rũa thôi mà móng tay mình dài ra thì mình lại quen với cái sự móng tay dài đấy, mà móng tay dài ấy thì nó sẽ có rất nhiều bất lợi, dài quá đánh tiếng đàn nó sẽ bị không được sạch lắm. Thì mình sẽ làm một clip nói riêng về cách để móng tay đúng. Còn bây giờ đấy thì nói như này, mua này là các cái siêu thị rất là nhiều, 25.000 đó. Ngoài ra thì cái vừa rồi, nếu các bạn ở nhà thì các bạn muốn cắt dây các bạn nên mua kìm cắt nhá, thì cắt nó dễ hơn.
mình thì mình thích cắt hình dây gọn gàng này, có nhiều người thích buộc 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 xoắn xoắn, nhưng mà cái mình thích gọn gàng này, mỗi người một gu nhé. Ok, đây đấy, đây là một cái miếng dán chống xước để giúp cây đàn chống xước. Đây, nhất là vị trí này nó có nhiều hình dạng, kích thước, màu sắc, thậm chí là trong suốt không màu. Các bạn để ý những cây đàn của Sung Hoa Dung, những cây Lakewood ấy, nếu các bạn nhìn xa thì không thấy miếng dán, nhưng nhìn gần thì thấy miếng dán. Đó là do Sung Hoa Dung dùng miếng dán trong suốt. Tại vì những cây đàn gỗ quý hoặc là có những cây đàn dán miếng dán trong suốt thì không đẹp bằng cái việc không dán, nhưng mà lại không dán thì lại bị xước, cho nên người ta dán loại trong suốt. Thì cái mình đang cầm là của hãng Alice của Trung Quốc, thì bán tại các cửa hàng từ 20, 30 đến 35 nghìn tùy từng cửa hàng đó. Nhưng mà ngày xưa mình mua cây Taylor này thì cái miếng dán trong suốt nó màu đen, mình thì mình không thích màu đen, tại vì so màu đen với màu đỏ mình thích màu đỏ hơn. Ngoài ra thì cái thương hiệu Taylor trong tiềm thức của mình từ xa xưa, miếng dán của nó rất là đẹp và có màu đỏ, mà mình chưa ship được cái miếng dán đến từ bên nước ngoài về, cho nên mình mua tại một cái Alice, mình cắt miếng dán. Nhưng mà hiện tại thì các cái đại lý lớn bán Taylor tại Việt Nam cũng như mình cũng thể nhập về được, là mình đã nhập được cái miếng dán chống xước của chính hãng Taylor luôn, và bán tại Việt Nam giá bán lẻ là 200.000, đúng không? 200.000. Và các bạn hãy cùng mình gần để thấy sự khác biệt nhé. Đó. Các bạn nhìn gần thì mình thấy được rằng cái miếng dán Taylor xịn đấy thì nó 3D hơn rất là nhiều. Các bạn có thể nhìn cái chỗ này này, chỗ là mình đang chỉ tay này, nó nhìn thấy gỗ thật của cái đàn ấy, vẫn gỗ thật, tại vì cái chỗ này nó nhìn xuyên qua được. Đó, nói chung là nhìn nó rất là sang. Đó, không biết nhìn cả clip thế nào, nhưng nhìn ở ngoài thì các mình thấy là như kiểu cóc tía cả gì ấy. Nói chung là nhìn rất là cấp. Ok, các bạn là thấy cần thiết thì các bạn mua, các bạn không cần thiết thì các bạn có thể, các bạn là đến đây mình cho cái khuôn này, các bạn cắt dán tên lên các bạn không thích màu đen. Ok, đó đây. Aradio thì là một cái thương hiệu làm phụ kiện mà chắc chắn là các bạn đã biết được khi bạn mua dây đàn rồi, nhưng mà nó còn làm rất nhiều thứ phụ kiện khác nữa. À đây, đây là cái gì? À, cái này là 180.000, chính hãng Aradio của Mỹ. Thì cái này ấy, thực ra là mình cũng hay vắt vào bao đàn, tại vì đôi khi mình đi đâu mà mình muốn vệ sinh lau chùi cái đàn hay mình muốn làm gì nó, cái này rất là hay vì nó gấp được. Cái này thì không nhất thiết phải dùng, dùng chỉ mang tính chất sưu tập hoặc là thích thôi. Đó, các bạn bừa ra thì các bạn đặt xuống mặt bằng và các bạn để cái đầu đàn của bạn nằm tựa ở đây, và các bạn làm gì cái đàn thì làm, đúng nhỉ? Nó tựa cái đầu đàn vào đây để các bạn chỉnh sửa dây hoặc là làm cái gì đó, lau đàn, lau chùi. Còn một đầu các bạn sẽ để vào một cái tấm mút đệm chẳng hạn, đó nó gấp vào. Cái này thì không bắt buộc mình dùng, tại vì mình thích cái thương hiệu này và cũng như là nó là một sản phẩm sáng tạo mình rất thích. Hãng Aradio ở đây mình còn có là cái này nữa đây, tí mình nói tiếp. Cái này là cái mà giá là 320.000. Những cái bạn chơi guitar mà các bạn muốn luyện ngón tay, luyện lực ngón ấy, thì một trong những cách luyện lực ngón thì các bạn có thể dùng cái này, các bạn ấn ở đây. Nó có cái mức, có nhiều mức độ để lựa chọn. Các bạn ấn ngón tay đây và đây nó giống như là một cái máy tập thể dục cho ngón tay ấy, giúp ngón tay các bạn cứng cáp lên. Nhất là các bạn chơi những dòng guitar điện hoặc những dòng guitar đòi hỏi tốc độ cao và tay khỏe. Ok, đấy là cũng đến từ thương hiệu Aradio, giá 320.000. Ok, một vấn đề mà các bạn cũng rất là quan tâm đó là máy lên dây. Thì máy lên dây thì các bạn có thể mua những máy lên dây ngoài thị trường của Trung Quốc thôi, cũng khá là tốt rồi. Ví dụ như máy của hãng Enno Music với mã ET33. Cái máy lên dây này thì mình thấy là dùng khá là ok và mức giá nó tầm 65.000. Có shop bán đắt thì 100-150 tùy, nhưng mà mức giá tầm 65.000 là hợp lý. Đó, thì đây quan trọng là mình muốn giới thiệu cho các bạn một cái sản phẩm mà mình cực kỳ tâm đắc đến từ hãng Aradio mà mình đang nói từ trước. Đó là cái máy lên dây của hãng Aradio. Cái máy lên dây này là với mức giá là 400.000, 400 hay 350, đó trong cái khoảng đấy mình sẽ update giá ở ngay bên dưới clip này mọi cái vấn đề. Thì đây là cái máy lên dây Aradio, các bạn xem nhé. Đó, các bạn nhìn sẽ rất lạ đúng không? Bây giờ mình bóc rồi mình giải thích nhá. Ok, rất là nhiều nút nè. Cái máy lên dây này tại sao là một sản phẩm sáng tạo mình rất là thích? Ok, các bạn thấy không? Các bạn sẽ kẹp nó đầu đàn. Các bạn sẽ kẹp đầu đàn. Đây, cái sản phẩm này mình dùng từ cách đây rất nhiều năm rồi cơ. Đó, nói chung là các bạn cặp nó ở vị trí nào đầu đàn và nó sẽ theo cái đàn luôn. Đó, khi các bạn những cái máy lên dây này nó rất là nhỏ gọn, tiện nghi và bắt rất nhẹ, rất chuẩn. Các bạn có thể gắn lại vị trí nào đó trên đầu đàn và nó theo cái đàn này đi. Đó, các bạn có thể bật lên, đó, nó sáng. Nó rất nhiều hệ đây, ví dụ như là các bạn ngoài ra các bạn có thể điều chỉnh metronome này, tập nhịp đối với những các bạn chơi guitar mà các bạn cần một cái máy metronome thì nó đóng vai trò là một cái máy đập nhịp để các bạn tập luôn. Và nó có rất nhiều điều hay. Đó, ngày xưa khi mà những cái đàn nào mà EQ không tích hợp máy lên dây ấy, mà mình lúc nào cũng phải cầm cái máy lên dây theo mà đôi khi quên được gì đấy, còn cái này luôn luôn là đầu đàn của các bạn nên các bạn có thể dùng nó rất là thoải mái. Ok, đó là máy một vấn đề nếu các bạn quan tâm, đó là dây đàn. Thì mình đang nói về dây đàn acoustic. Thì
Thường thường ấy thì nếu các bạn chơi một cái bộ dây trung bình thôi, các bạn chơi điều kiện thì các bạn nên mua của hãng Elite. Đó là cái hãng mà của Trung Quốc làm phụ kiện cũng khá là ok. Thì ví dụ như các bạn nên mua một cái bộ Elite AW đầu 4 đi, ví dụ 432, 434, 436 thì với mức giá từ 70.000 quanh quanh đấy, trên dưới một tí, thị trường bán mỗi nơi một cái mức giá nó không treo nhau nhiều. Thì cái bộ đây mình thấy đã đánh khá tốt rồi. Đó, AW đầu 4. Còn các bạn có thể sử dụng đầu 2, ví dụ như là 2 bao nhiêu mình cũng không nhớ lắm, 2 là 1 thì phải. Thì cái đầu 2 đấy là nó chỉ có 30.000 thôi. Đó, nhưng mà mình khuyên các bạn là nếu các bạn đã mất công các bạn thay dây thì các bạn nên ít nhất là các bạn thay bộ Alix đầu 4 này thì chơi khá là ok. Còn nếu các bạn muốn cao hơn thì các bạn nên mua những hãng gì, ví dụ các bạn nên mua của Aradio. Đó, Aradio, nhưng các bạn lưu ý cho mình, Aradio ngoài thị trường cực kỳ nhiều hàng tàu. Nhiều hàng tàu mà các bạn có thể, mình sẽ làm clip riêng để mình nói về cái vấn đề này. Tại vì sao? Tại vì Aradio tàu thì nó lại giả ở chỗ nó chính là cái hàng mà Elite thấp nhất, nó chỉ khác cái vỏ thôi. Tức là Elite 30.000 ấy, đóng vỏ của Aradio, cho nên các bạn phải hết sức chú ý cái vấn đề này. Đừng tham rẻ, bạn đánh thấy không hay các bạn nên kiểm tra lại, coi như mất thì ngu một lần thôi. Còn đây là mình đang có hai bộ Aradio, thì bộ Aradio chính hãng này đó, các bạn thấy không? Với mức giá là 150, 160, 170 tùy từng đại lý bán. Nhưng mà nếu mà rẻ hơn thì các bạn nên xem lại đấy. Một là người ta bán phá giá vì lý do gì mình không biết, hai nữa là có thể làm fake ấy. Đó, đừng mua Aradio fake. Còn đây là Aradio có chữ ESP này. Cái bộ này với mức giá từ 320-350. Tức là nó giống như kiểu LEC, nó phủ ở bên ngoài một lớp mà nó khá là bền và cũng cải thiện rất lớn âm thanh, nó vừa bền vừa hay. Đó là có hai bộ Aradio mà mình hay chơi. Nó có rất nhiều cỡ, 9, 10, 11, 12 11 nó là màu này, cỡ 9 thì nó là màu khác. Đó, đây các bạn xem cỡ ở đây nhé, không 11 đấy, cỡ 11 đấy. Ok, còn nếu các bạn có điều kiện thì chắc chắn là bạn nên mua bộ dây của mình. Mình đã có từng có một bài viết nói về bộ dây này rồi, đó là bộ dây dành cho những người nghèo. Nó vừa đây là bộ LEC, cách nói khôi hài của mình là bộ LEC này với mức giá là 360, có những đại lý lớn họ có thể bán lên mức giá 390 và nó có rất nhiều LEC đấy, có rất nhiều mã của LEC. Thì tại sao LEC lại bộ dây dành cho người nghèo? Ví dụ các bạn mua một bộ dây Alice 100.000 chẳng hạn, thì các bạn chơi sẽ phải tầm 1-2 tháng thì dây sẽ dính sét rất khó chịu. Các bạn không thay thì tiếng dở, thô và ảnh hưởng đến tay của các bạn. Còn các bạn thay bộ dây này, có những cây đàn mình chơi cả năm trời, đó, mét thì phải được 4-5 tháng. Như vậy về tính kinh tế, một bộ dây 360 chơi được 4-5 tháng với bộ dây kia chia ra nó vẫn là lãi hơn. Và ngoài ra cái tính hiệu quả khi các bạn chơi nó rất là hay, nó rất là êm tay. Vấn đề tại sao bộ này vẫn chơi được mặc dù là dỉ sét? Tại vì khi dỉ sét ấy, LEC dỉ sét ấy, nó tạo thành một lớp sợi rất là êm tay. Tức là dỉ sét các bạn, nếu mà các bạn vẫn chơi vẫn ok, nó chỉ có cái điều không hay như ban đầu thôi. Nhưng nếu mà những cái bộ dây khác, ví dụ như Alice mà dỉ sét thì nó sẽ tạo thành một lớp sét rất đau tay, ảnh hưởng đến tay và tiếng thường nó bị phôi rất nhiều. Đó, cho nên là các bạn có điều kiện các bạn nên quất bộ này với mức giá 360. Nhưng cái khổ nỗi cái bộ này nó cũng cái giờ là nó rất nhiều hàng fake. Là tại sao như thế các bạn thấy không? Mở hộp rất là dễ, mà hộp không hề có một cái tem nào, không có một cái seal nào mở ra, và các cái dây nó ở trong cái túi cũng không hề có seal. Như vậy các bạn chỉ cần bỏ ra các bạn thay là được luôn. Như vậy là mình khuyên các bạn mua LEC, các bạn nên mua ở những cái chỗ nào đại lý thật lớn để họ để hoặc thật uy tín, hoặc nếu các bạn có thể đặt mua qua mình cũng được. Đó, và mình muốn nói thêm về LEC này, nó có rất là nhiều loại. Các bạn nhìn đây có chữ NanoWeb. NanoWeb. Ngoài ra nó còn có chữ PolyWeb, thì mình thích loại NanoWeb hơn tại vì nó cho một cái chất tiếng sâu và ấm. Còn là PolyWeb mình thấy nó đanh, nó hợp với những người chơi những cái dòng băng trổ hoặc là quạt trà hoặc nhạc rock vân 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 vân, tùy từng tai người chơi và dòng người ta chơi. Nhưng mà theo cảm nhận của mình thì NanoWeb nghe nó ấm và sâu hơn. Trong cái loại NanoWeb này thì mình hay chọn loại Phosphor Bronze. Nó Phosphor Bronze tức là nó được phủ ở ngoài một cái lớp. Cái lớp này thì rất nhiều tác dụng, bấm rất êm. Có nhiều người mà đang chơi dây đều quen rồi, đang khổ quen rồi, đang sướng không quen, thay dây này các nó trơn lắm và đánh rất là êm tay. Ngoài ra nó có một loại là 80-20. Đây ví dụ như đây 80-20 Pro thì trên LEC nó có một loại là 80-20 lớp đây, thì tức là cái tỷ lệ phủ Pro của nó ít hơn. Nói chung là cái tỷ lệ phủ nó ít hơn thì cái loại thường rẻ hơn loại Phosphor Pro. Nhưng nói chung là mình khuyên các bạn, tóm lại là các bạn nên mua NanoWeb Phosphor Pro. Các bạn nên mua cỡ 11 là cỡ trung nhất dễ xài. Còn những người chơi cỡ 10 người ta thường chơi những dòng nhạc chơi lead hoặc chơi những dòng nhạc nhẹ hoặc là người mới chơi thôi. Chứ còn chơi cỡ 10, cỡ 9 thì nó tiếng nó mỏng lắm. Còn các bạn mà tay khỏe chơi cỡ 12 thì tiếng nội lực nhất. Nhưng tay của mình mặc dù khỏe mình vẫn chơi cỡ 11 nghe nó mềm mại êm ái. Ok, dây xong rồi. Mình muốn giới thiệu cho các bạn là cái hãng Ortega này.
cái hãng này là cái hãng làm phụ kiện và họ làm cả đàn nữa. Mình đã thử rất nhiều cây đàn của hãng Ortega này rồi, cũng khá là ok. Rồi một ngày mình sẽ review cho các bạn để các bạn biết về cái hãng này nhiều hơn. Đó, trên này, hãng của Đức. Thì cái này là cái gì? Cái này là cái bịt. Các bạn thường thấy người ta hay bịt cái gì? Bịt vào, đó, người ta hay dùng một cái tấm nhựa hoặc là tấm gỗ là bịt vào cái lỗ phát âm của cây đàn. Thì thường dùng trong trường hợp nào? Trường hợp của các bạn đi biểu diễn lên AQ thì cái này là cái bịt để chống feedback, tức là feedback. Feedback như thế nào thì mình sẽ cần thiết mình sẽ nói một bài riêng, nhưng mà nó sẽ thường bị hú, bị ù, bị thì thường thường là cái cách khắc phục mà hiệu quả nhất là các bạn bịt nó lại thì nó tránh được trường hợp âm thanh cộng hưởng dội lại cái thùng này và tạo thành feedback. Có thể là do EQ đi dùng mic ngoài, có thể là không dùng mic ngoài là cũng hay bị đó. Nói chung là cái này là cái bịt chống feedback. Và riêng cái này thì mình thích của hãng Ortega hơn là của hãng Ario. Mặc dù hai hãng này đều mức giá là 180.000, nhưng mà mình thấy cái hãng Ortega này nó rất là mềm và bịt khá là ok. Và nó có hai loại cho acoustic và classic. Nói chung các bạn hãy thử cái loại nào vừa cái miệng lỗ của các bạn là ok. Tiếp theo là capo, chúng ta cũng rất hay dùng nhỉ, để thay đổi tông vân vân vân. Thì capo nếu các bạn chưa có điều kiện thì các bạn có thể mua những cái capo ngoài thị trường. Ví dụ đây là loại này 50.000 đó. À, dạng này nó chẳng có chữ gì để quanh capo, còn cái tem đằng sau các bạn đừng quan tâm, cái background đằng sau lúc thì fender, lúc thì vân vân, còn các bạn chỉ quan tâm trên cái capo là nó chẳng có chữ gì. Nói chung loại này rẻ nhất thì cái loại này là 50.000. Thì cái capo này mình có những chỗ bán đến 70-80.000 đấy đó. Capo này dùng khá là ok rồi, cá nhân mình thấy là đủ để dùng rồi. Còn các bạn có điều kiện hơn thì các bạn mua loại alit. Loại alit này người ta tích ở đây có nghĩa là mã của nó là A007ABK là màu đen đó. Ngoài ra thì nó có hình dạng nữa là như này, các bạn thích cái nào thì các bạn chơi cái đấy thôi. Nó chắc hơn một tí, nói chung là cũng được. Cái loại này thì là tầm 8.000, có những chỗ bán đắt hơn chút, có chỗ bán rẻ hơn. Còn bây giờ thì ngày xưa thì mình hay dùng cái loại này, cái loại này là loại Maicedo MC4 này. Mình thấy hình thức của nó khá là đẹp và cái nó làm một cái chất liệu mà nó rất lâu bong đó. Và xung quanh cái capo này đều là những cái lớp mút để tránh hại cần đàn. Với capo này nó chung tính thẩm mỹ nó cao, các bạn nhìn thử đấy, kèm rất là chắc. Nó cái giá của nó 150.000, còn ngoài ra những cái hãng khác trong tầm giá 150.000 mình chưa thấy ưng hãng nào. Thử rất nhiều rồi, hay cái lò xo này hay bị hỏng này, rồi là nó hay tự nhiên bị bong chóc. Mình là người dùng rất kỹ, tự nhiên bong chóc những cái lớp ngoài. Cái này mình dùng mấy tháng nay rồi chưa vấn đề gì và nó khá là ok đó. Ngoài ra thì nếu các bạn muốn siêu tầm hoặc nếu các bạn muốn hỏi một loại capo đẳng cấp, đắt. Đẳng cấp không nhất thiết là chỉ là sưu tầm, đôi khi là thương hiệu, đôi khi nó rất là hiệu quả cao khi sử dụng. Thì có những hãng nào? Đầu tiên là capo glider, tức là capo trượt. Các bạn đã xem Sung Ha Jung chơi thì các bạn sẽ biết được cái loại capo này. Đây là một cái loại capo hãng của Mỹ. Thì cái capo này thì nó rất là hữu dụng khi các bạn đổ tông. Các bạn chỉ cần đẩy nhẹ tay cái là nó lăn lên một cái tông mới thôi. Người ta gọi là capo lăn đấy. Đó. Đây ví dụ như mình kẹp đây nhé. Cái hạ loại này chính hãng là 680.000, rất là đơn giản. Đây nhé, các bạn chuyển đặt các bạn. Đó, xong. Đó. Có rất nhiều cách đẩy. Đây ví dụ các bạn đang chơi này nhé, các bạn cầm một cái, các bạn đẩy nhẹ cái là đi. Đó, đẩy là về đi. Tức là các bạn đang chơi, các bạn đổi tông đột ngột. Có những bài mà nó lên tông mà nó vẫn giữ nguyên thế bấm cũ, cũng như các nốt giai điệu cũ, phong tay cũ, các bạn chỉ đẩy lên, đẩy nhẹ cái là lên. Đó. Cái này mình rất là thích, trong định hát dùng rất là nhiều. Ok, và kẹp rất chặt. Giá chính hãng của nó là 680. Đã có loại tàu làm lại cái capo này với mức giá là từ 250-300, nhưng mình khuyên các bạn không nên mua, tại vì mình đã sử dụng rồi. Cái loại tàu ấy, mấy cái bài là nó rất là nhanh bung, dễ bung này. Và vấn đề là mình thấy được chất liệu nó làm không tốt thì sẽ ảnh hưởng đến cái cần đàn của các bạn. Tại cái capo này thường thường ấy, ví dụ như là nó lăn trên cần mà, cho nên là những cái chất liệu những cái cao su này nó phải tốt, thì khi các bạn lăn nó đỡ hại cần. Chứ cao su này nó cứng quá, nó lăn có thể các bạn bật cái phím ra. Nói chung là đã sử dụng cái loại này, mình nghĩ là các bạn nên mua loại chính hãng. Các bạn có thể liên hệ mình để mình bày chỗ. Ok, đấy, hãng Glider, capo trượt, capo lăn, các bạn xem. Ngày xưa mình nhớ mình chơi cái bài gì nhỉ, My Heart Will Go On ấy, mình chơi theo bản của Sung Ha Jung cái đi rất nhiều năm rồi. Mà cứ đến đoạn lên tông mình rất là cay cú. Thường thường lên tông thì lăn cái lên luôn, thì mình thường đánh một hợp âm, xong rồi mình nghỉ một tí, xong mình cầm capo nhất là nhanh. Nói chung là vẫn bị một cái chỗ delay đấy, rất khó chịu. Và khi có capo này, mình sẽ tập lại cái bài My Heart Will Go On này. Ok, đó. Còn một thương hiệu nữa, nếu các bạn đã từng chơi capo, các bạn biết một cái thương hiệu mà người ta chỉ ăn với làm capo thôi, chứ là thương hiệu này nó chuyên sản xuất capo, chuyên nghiên cứu về capo. Đó là thương hiệu mà có một cái tên nó rất giống là cà phê Trung Nguyên G7 ấy. Đó là thương hiệu đây, G7. Đó. Thương hiệu này thì là một thương hiệu nổi tiếng đến từ Anh Quốc.
Và cái thương hiệu này có rất nhiều mẫu mã hình thức, các bạn có thể lên trang của họ để xem. Tuy nhiên thì mình chỉ muốn giới thiệu cho các bạn hai sản phẩm này, tại vì là những cái sản phẩm thấp khác thì nó không gì nổi trội hẳn, đáng nói hẳn về giá trị này giá trị kia. Còn hai cái phone này thì cái này màu đen này rất đẹp, các bạn nhìn ở ngoài cực kỳ đẹp luôn, thì giá là 950. Cái này là 1.150.000. Và các bạn thấy không? Đã bao giờ các bạn nghĩ là một cái capo có mức giá hơn triệu chưa? Thì mình nói cho các bạn qua về cái capo này nhé. Cái capo này thì thứ nhất là nó đắt là vì nó được mạ vàng thật. Ok, nó được mạ vàng 18K thật. Nói chung là mạ vàng thật, không biết là nếu trong giới mà những tên trộm biết được, khéo là nó cũng chặt tay mình mất trong lúc đang biểu diễn mất. Ok, wow, rất là đẹp các bạn. Ok, nói chung là cái hãng này họ rất là tự tin, và khi các bạn mua capo chính hãng của họ thì họ bảo hành trọn đời cho các bạn. Đó, họ dám tự tin bảo hành trọn đời. Đó, khi các bạn lên sân khấu mà cái capo này thì các bạn thấy nó rất là lung linh, nhìn từ mọi góc độ. Đây là mặt trước, mặt sau đều có logo, tức là các bạn kẹp thế nào cũng được. Ok, vậy thì điều đáng nói là cái capo này là gì? Nói chung là mình chưa dùng nhiều, mình chưa biết, nhưng mà mình thấy cảm nhận nó là nó rất là gọn gàng. Khi các bạn dùng một capo dù là đẹp nhất ấy, các bạn thấy nó to rồi, nó ở một cái gì đó. Nếu đặt hai capo lên nhau, mình thấy là một cái thiết kế đáng đồng tiền, nó rất là gọn gàng, rất là tinh tế, sắc nét, mỏng. Mặc dù cái này các bạn ấy mỏng nhưng mà hiệu quả. Và thường thường này, mình thấy là người ta khi mà các bạn dùng cái capo ở cái dạng lò xo này thì độ bền của nó khó thể là vĩnh cửu, tại vì lò xo mà các bạn nó sẽ theo thời gian nó sẽ kém đi, và capo chỉ cần kém đi là đã không muốn dùng rồi. Còn cái này thì nguyên lý của nó không phải bằng lò xo, và nó có những cái lẫy rất là nhỏ, lẫy rất là nhỏ. Các bạn có thể đẩy dao động đó, khi mà bóp vào đây các bạn đẩy lẫy ra, đẩy ra à, các bạn sẽ có thể đấy, bóp vào được nhưng mà bóp ra không được, bóp vào được nhưng đẩy ra không được đó. Nó có những cái lẫy rất nhỏ để các bạn lựa chọn đúng hợp với cái đàn. Các bạn nhìn nhé, mình bóp này, cầm tay lên bóp, đẩy ra, đặt vào một vị trí của nó. Mình chỉ cần động tác rất đơn giản là mình ốp vào đó, nó vào. Các bạn thấy không, rất chặt. Khi mình muốn lấy ra, mình cầm tay mình bóp ra, lấy ra lấy vào rất đơn giản đấy. Các bạn chỉ cần đặt vào cái vị trí các bạn muốn kẹp, dùng hai ngón tay ép vào, nhìn từ mọi góc độ nó đều rất gọn gàng so với cả cái ông này. Mặc dù ông này nhìn không thì đã thấy đẹp vãi trường rồi. Các bạn thấy một cái capo đắt tiền, nhưng mà mình cũng sẽ ủng hộ hãng một cái capo này, cũng không phải vì lý do là xa xỉ hay là ăn chơi gì cả, nhưng mình thấy là mình tôn trọng cái chất xám của họ về thiết kế, về độ bền và độ đẳng cấp, mình thấy rất là good. Ok, một vấn đề nữa là dây đeo. Các bạn muốn đứng để biểu diễn thì các bạn phải có dây đeo. Thì vừa rồi thì mình có giới thiệu cái thương hiệu Anibal này, là cái thương hiệu của Mỹ đây, Anibal đây. Và bây giờ họ cũng cho ra một cái dây đeo này, một cái hàng thương hiệu của nước ngoài, và với mức giá bán lẻ tại Việt Nam là 150. Mình thấy cái đường may của họ gần như là không có lỗi, nó rất là đẹp. Nói chung là ok, khá là ok, có rất là nhiều màu sắc cho các bạn chọn lựa đó. Ở ngoài thị trường thì 150 hoặc là mấy chục, nó có cái hãng có cái loại Fender nhưng mà hãng fake thôi, Fender fake thôi. Nhưng mà mình khuyên các bạn là cũng, nếu các bạn cố lên thì cố, chứ bỏ số tiền 150 cũng mua loại fake thì mua làm gì, thà mua một cái thương hiệu chính hãng chuyên làm phụ kiện. Nó rất là đẹp và sang, nó có cái màu, nói chung là nhiều màu đẹp lắm, chẳng qua là mình hết là mình có mỗi cái màu này giới thiệu cho các bạn thôi. Tức là các bạn chưa nhiều tiền thì nên mua cái hãng này, 150 đủ dùng, dùng rất bền. Và nếu các bạn có điều kiện hơn thì mình vừa giới thiệu cho các bạn cái hãng đâu nhỉ, đây Ortega này, họ làm ra một cái dây rất đẹp. Cái dây này là một cái dây mà mình nhớ là giá của nó là gần 900.000, mình không nhớ chính xác, mình sẽ liệt kê bên dưới. Nó là một chất liệu mà các bạn thấy mình vo viên này, nó mềm một cách dã man, mềm dã man luôn, mềm lắm luôn ấy, màu sắc rất là đẹp, các bạn thấy không? Đó, đường chỉ của họ may thì căng mắt luôn. Đó, khi mình đeo vào thì mình thấy một cái cảm giác là êm và chắc chắn vô cùng. Ở dưới này có rất là nhiều cái lớp để các bạn lựa chọn, và hai lớp này ở đây nữa. Nói chung là nếu các bạn đầu tư đến cái mức 800-900 nghìn thì đây là một sự lựa chọn cực kỳ tuyệt vời. Các bạn muốn mua tặng bạn gái các bạn hoặc là các bạn mua để sử dụng. Đó, màu sô-cô-la là màu mình thấy rất là thích. Tiếp theo thì mình có sở hữu một cái dây đeo của thương hiệu Taylor. Ok, cái dây đeo này thì cũng màu sô-cô-la luôn, và mình cũng rất là thích từ cái hồi mình nhìn thấy hình ảnh của nó. Các bạn thấy không? Cái này thì nó không mềm bằng cái kia. Nói chung cái kia thì mình nghĩ các bạn nữ thì hợp hơn, nó cứng cáp hơn. Nhưng mà mình là đàn ông mà nó cứng một tí không sao, mình nhìn được chỉ nó rất đẹp. Nói chung là mình mua cái dây này
là vì mình thích, rất thích thương hiệu Taylor, và mình thấy, mình nhìn, mình tự thấy nó đẳng cấp và mình đáng đồng tiền để mua. Dây Taylor này là 1.200.000. Ok, cái dây này mình xách tay ở Mỹ về, đấy, các bạn đeo đánh giá. Những cái hàng đẳng cấp này thì mình, cái chỗ quạt dây này, cái chỗ móc dây của nó làm rất chắc luôn. Còn những cái hàng mà hàng nhái ấy, các bạn đang đeo đàn nhiều khi tuột. Đó, các bạn thấy không? Đó, xong dây đeo. Tiếp theo là một cái mà các bạn, mình nghĩ các bạn nên mua khi ở sắm cho kho phụ kiện của mình, đó là cái giá để đàn guitar. Nhiều bạn thì các bạn chơi đàn xong các bạn ném tặng ở giường hoặc là giữ tặng đâu đó, và hậu quả thường khôn lường khi mà những cái bài có dựa thì nó rơi hoặc để giường, nhiều khi chính các bạn quên các bạn ngồi lên, đã có trường hợp đấy rồi. Cho nên là mình khuyên các bạn nên mua. Đây, cái này là cái giá chữ A với mức giá 150.000 hàng Trung Quốc thôi, gấp được vào. Và vấn đề là khi nó gấp được vào thì các bạn để đàn guitar để thế này, các bạn để ukulele các bạn thu nhỏ lại một tí, đó tầm này thì các bạn để ukulele, ok, rất là tiện dụng. Và mình đã từng sở hữu một cái chân như này của hãng Fender chính hãng, nhưng mà có một cái nhược điểm của hãng Fender chính hãng này là nó cho cái đàn của các bạn ngửa về đằng sau quá. Đại khái là giá nó đắt 300 nhưng mà mình thấy nó không hiệu quả, cho nên là riêng cái giá đàn chân này nghĩ hàng này là khá là ok rồi, 150.000. Đấy, các bạn cũng có thể mua một cái giá kê chân 100.000. Cái giá này để các bạn tập cổ điển cũng như các bạn chân ngắn, ngồi một cái ghế dài các bạn có thể giãn chân lên để cao chân các bạn lên. Đó, có rất nhiều lẫy để các bạn điều chỉnh. Đó, thì cái này 100.000. Ngoài ra thì mình có sưu tầm một cái giá để chân của thương hiệu Taylor chính hãng. Cái giá để chân này mức giá cách đây khoảng vài tháng là 1.200.000, và mức giá hiện tại nó đã lên đến 1.750.000 cho một cái giá để chân. Đó là của hãng Taylor. Mình đã nói các bạn là đôi khi ấy, các bạn mua là bởi vì các bạn thích sở thích sưu tầm. Các bạn có thể nghèo cái này nhưng mà các bạn có thể được cái kia về phụ kiện. Nhưng mà vấn đề là mình mua của nó không những là vì sưu tầm mà vì là mình tôn trọng những cái giá trị, những cái chất xám của họ. Đây là cái giá để đàn của Taylor, các bạn thấy không? Nó có hai lẫy. Khi các bạn để đàn acoustic thì cái thùng đàn nó dày thì để chọn đến đây. Còn cái chỗ lõm này là các bạn để guitar điện, chỉ tầm này, tức là các bạn để hai loại đàn. Một thiết kế rất là thông minh. Đó, ở đây thì các bạn được bắn laser khắc lên chữ Taylor rất là tuyệt vời. Đó, và xung quanh đó có những cái lớp mút để bảo vệ tối đa cái đàn của các bạn cứ chạm vào cái giá để không bao giờ sợ bị xước. Ok, một có một điều mình cực kỳ thích. Đẹp nhá, đẹp thì vô đối rồi. Nhưng mình điều mình cực kỳ thích là nó gọn. Các bạn hãy xem mình gấp lại trong vòng một vài thao tác. Mình hoàn toàn để vừa một cái hộp rất bé. Khi mà mình nhận được cái sản phẩm này mình giật mình, trời ơi, sao cái giá để Taylor nó bé này rồi. Bỏ ra bé này, nó rất là nhẹ, không nặng lắm. Cho nên các bạn có thể để vào trong chính cái bao đàn của các bạn mang du lịch có một cái giá rất là tiện lợi. Mình hy vọng là trong thời gian tới nếu mà mình tìm được một nghệ nhân nào đó tốt, mình có thể đúc cái giá này ra. Xin phép mua Taylor, mình đúc cái giá, mẫu cái giá rẻ hơn cho các bạn. Nói chung mình cứ mua về sưu tầm, mình thích, mình tôn trọng chất xám của họ, và mình sẽ mơ ước một ngày đó mình đúc ra cái này cho Việt Nam. Ok. Ok, khi các bạn biểu diễn lên EQ thì các bạn sẽ phải cần có một cái dây kết nối, người ta gọi là dây lai hoặc dây rắc. Thì bình thường các bạn có thể chọn mua một loại dây rắc ngoài thị trường, mình nhớ là ngoài thị trường các cái cửa hàng phụ kiện đàn nó bán cái loại dây rắc chỉ có 80.000, dài 5m rồi. Nhưng mà mình nghĩ cái loại như thế nó hơi kém. Các bạn có thể nhờ những người thợ điện ấy, họ chọn cái đầu rắc 6 ly, mua hai cái đầu rắc 6 ly loại tốt và một loại dây tương đối tốt. Những người thợ điện thì họ sẽ biết cái dây nào tốt. Mình tự hàng thì tầm khoảng 150.000 thôi, đã khá là ok. Còn nếu các bạn nào có điều kiện hơn, cũng không hẳn là có điều kiện hơn mà cái này nó cũng rất là tiện cho các bạn, cực kỳ tiện luôn, các bạn đi biểu diễn nhiều các bạn biết, thì các bạn mua cái dây này của hãng Arayo với mức giá là 750.000, mình mua khá là lâu rồi. Arayo nó đây, thì điều đặc biệt này là gì? Thì hàng thương hiệu chính hãng Arayo của Mỹ. Các bạn có biết không, nếu mà những người nào chơi đàn trên EQ ấy, nếu mà các bạn mua đàn của mình ấy, thì mình luôn tư vấn là khi các bạn muốn biểu diễn thì điều đầu tiên là các bạn hạ cái thiết bị âm thanh về không, rồi các bạn cắm dây vào, sau đó mới đẩy âm thanh lên. Tại vì khi các bạn để âm thanh, các bạn cắm vào nó sẽ nổ đột phát, hoặc các bạn biểu diễn xong các bạn hạ âm thanh rồi các bạn rút ra, nếu không nó sẽ có tiếng nổ. Cái tiếng nổ này đôi khi nó hại loa, thậm chí nó hại cả EQ các bạn nữa. Nói chung là nó sẽ khiến các bạn giật mình, cũng như là tổn thọ đấy. Thì thường thường khi các bạn đi biểu diễn, thường thường các bạn phải nói chuyện với anh ở cánh gà, anh ơi khi em ra hiệu thì anh cảm, ví dụ như mình biểu diễn hạn, mình sẽ bẫy tay này, đứng ở trong cánh gà bẫy tay cho cái ông giả mixer, ý là cầm cái dây rắc, ý là tao chuẩn bị cắm rồi, mày hạ tao cắm xong, chơi xong bắt đầu lại bẫy tay, ok, nó hạ âm thanh và rút, nó rất là bất tiện. Thì cái này nó khắc phục được điều đấy. Cái này nó có một cái đầu này nó có một cái nút bấm. Ok, khi các bạn bấm thì nó giống như dây rắc bình thường, còn khi các bạn nhả thì nó ngắt kết nối. Tức là sao? Tức là bình thường thì các bạn phải như mình nói đấy, còn bây giờ thì các bạn chỉ việc nhả dây, các bạn cắm
dây nó đã ở trạng thái mạch mạch hở rồi, không ảnh hưởng gì. Khi các bạn cắm xong, các bạn bấm nút mạch đóng, thế là các bạn biểu diễn. Ngược lại, khi các bạn biểu diễn xong, các bạn lại bấm nút để cho cái nút này nó đẩy ra ngoài, mạch hở rút ra, xong đó cắt đi. Đó nó rất là tiện lợi. Chính hãng của Radio và trên cái dây này nó có một cái, đó là cái thiết bị này là cái nhỏ nhỏ thôi. Đấy, đây. Một đầu nó giữ lại trên một dây của nó và các bạn quấn nó lại thì à cái lưng của cái đầu đấy nó có một cái để các bạn gài, các bạn rất là gọn gàng. Thì cái này nếu các bạn mua rời đây giá là 180.000 của hãng Radio, để các bạn có những cái thiết bị dây này các bạn muốn nó gọn gàng một tí hay các bạn muốn nó gọn gàng, ok đấy các bạn thấy không. Nhưng gần đây thì mình còn phát hiện ra một cái loại nó còn đẳng cấp hơn, đó là một cái loại này. Cái loại này thì các bạn hơi mất công một tí là các bạn phải nhờ cái thợ điện hoặc các bạn tự hàn nó vào. Tại vì cái loại này là cái loại nó dựa vào những cái hiểu biết của mình thôi. Thì đây, như các bạn biết là vừa rồi các bạn mỗi lần cắm ra rút vào thì các bạn bấm nút đã là một đẳng cấp rồi. Còn đây, các bạn thấy không? Đây, các bạn có cái thiết kế là khi các bạn cắm đàn vào thì nó sẽ đẩy xuống. Và nói chung là cái dây này là dây silent, tức là nó sẽ gần như là nó sẽ chống được cái hiện tượng cắm vào rút ra nó bị nổ và nó tự động luôn, các bạn không phải ấn nút gì. Khi các bạn mua cái đầu này cắm vào tự đóng tự mở đó. Đó, các bạn thấy tuyệt vời không? Không phải ấn nút gì à? Tức là các bạn trang bị được cái đầu silent này rồi ấy, của cái hãng này là hãng của Đức thì các bạn sẽ cắm vào rút ra nó như kiểu là không được gì luôn đó. Nhưng mà một cái đầu silent này là 310.000 một cái đầu này không. Đó. Sau đó thì các bạn có thể là mua thêm một cái dây rất là tốt. Ví dụ như ở đây thì mình mua cái dây của hãng Mogami, là hãng của Nhật Bản. Đó. So với cả Radio mình thấy nó mềm hơn rất rất nhiều các bạn. Mình thề luôn, nếu các bạn ngồi đây với mình, các bạn ấn thử nó mềm nhũn hơn. Và vấn đề là các bạn biết đấy, dây tốt thì nó dẫn tín hiệu âm thanh tốt nhất, sạch sẽ nhất có thể. Ok, đó các bạn thấy không? Nói chung là một cái đầu này và bộ dây của mình là 860.000. Đó, sau khi thì cả công cho thợ lắp nữa. Ok, và cái dây này thì mình thấy được nó tiện hơn cả cái dây kia. Nói chung là khi mà công nghệ và khoa học ngày càng phát triển thì con người ta càng lười đi theo kinh nghiệm, nó chẳng quan tâm nữa. Nhiều khi dùng cái này quen đi đâu biểu diễn mà quên mất thói quen mà cứ thích cắm rút là nổ bình thường nó mang tiếng. Ok rồi thì mình đã làm cho các bạn một clip để các bạn mình review các phụ kiện của guitar, có những cái rất là hay dùng, rất hữu ích mà các bạn nên mua, nhưng có những cái nó mang cái giá trị rất đẳng cấp, có thể các bạn tham khảo, có thể các bạn sưu tầm, có thể các bạn muốn trải nghiệm thì các bạn cũng nên mua, mình thấy nó rất là đáng đồng tiền bát gạo. Ok, mọi ý kiến thắc mắc và câu hỏi các bạn cứ gửi về cho mình nhé. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của mình để nhận được những cái clip review sớm nhất và hãy chia sẻ clip này nếu các bạn thấy hữu ích. Xin cảm ơn.